Một người phụ nữ ở thành phố Quy Nhơn bị cướp túi xách vào giữa đêm khi đang đi trên đường. Công an thành phố Quy Nhơn đã bắt được 5 thanh niên cướp giật. Rạng sáng nay, Công an thành phố Quy Nhơn đã bắt Nguyễn Công Bạn, 28 tuổi, trú xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, là nghi can thực hiện nhiều vụ cướp tài sản. Đêm trước đó, Nguyễn Công Bạn đã giật túi xách trên vai của người phụ nữ đang đi trên đường. Trong túi xách có một điện thoại di động iPhone 13 Pro Max, 100 đô la Mỹ cùng nhiều giấy tờ, thẻ ngân hàng. Nạn nhân trình báo công an sau đó. Công an thành phố Quy Nhơn xác minh và bắt Nguyễn Công Bạn khi đang trốn ở huyện Tây Sơn.